Vương Kê Cảnh Stress thân chào anh chị. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 11, mình tiếp tục là lên những cái dòng hai giấy giống mới cho anh chị về sưu tầm nhé, ghép trên cái góc Mỹ mini. Để nhu cầu là có những anh chị cũng hỏi là ghép trên hôm Mỹ với lại góc Mỹ thì cái nào bắn tuột nhanh hơn, thì dĩ nhiên là ghép trên góc Mỹ sẽ bắn tuột nhanh hơn. Thì hai cái dòng hôm nay mình sẽ tiếp tục đó là giới thiệu với anh chị, đó là bướm tím siêu bông gốc Mỹ nha. Mình ghép ở đây là lâu nay mình sẽ xuất được này cho anh chị là 30 chậu, một chậu là 200.000. Từ đây đến Tết là nó sẽ rất là dày tàn, mình về mình kê thêm một lần nữa để cho nó ra hoa dịp Tết này nhé. Đây, bướm tím thì thuộc dòng siêu bông, mình có thể nhìn thấy nè, cái hoa của bướm tím đó, là cái màu tím cấu tạo bởi là ba cái chớp cánh nè, cánh hoa to, và phía ngoài là có viền màu trắng. Hay cái loại này thì nó cũng rất là dễ chơi, nó cũng thuộc là dòng họ hàng với tím Pháp đó, nhưng mà tím Pháp thì không có cái viền trắng, còn bướm tím thì có. Hay cái tên của nó thì cũng khá là dễ thương rồi. Cái dòng thứ hai cũng là tím mà là tím lửa. Thường đó là mình sẽ gọi là màu tím đó, của dòng lửa thì sẽ có hai loại, đó là ruby lửa và là tím lửa. Thì cái này là tím lửa nha. Ruby lửa là cái màu tím nó sẽ đậm hơn, còn là loại tím lửa thì cái màu của nó là màu tím nhạt hơn một tí, thuộc dòng là lửa. Hoa của nó cũng là khá đẹp đó, mình sẽ gửi cho anh chị là cái màu hoa gốc của nó nha. Đây, vườn của mình cũng đã ra hoa rồi, một chút đi mình sẽ quay cho anh chị. Đây, nếu mà thuộc gu chơi những cái dòng tím á, thì mình sẽ không bỏ qua hai cái dòng này. Loại này thì là 200.000, loại giống mới này cũng là 200.000, vườn mình bán đồng giá cho anh chị nhé. Cứ hai chậu là mình sẽ bao ship cho anh chị. Mình nhắc lại một lần nữa thì cái loại này là bướm tím siêu bông gốc Mỹ 200, còn cái này là tím lửa, tím lửa thuộc dòng lửa siêu bông ghép gốc Mỹ cũng là 200.000. Khi lấy hai chậu mình sẽ bao ship cho anh chị, có thể là lấy kèm phân bón á, bên mình sẽ gửi kèm cho anh chị, như là cái loại mà 151 kích hoa, một hũ như vậy là 100g. Hiện tại vừa đối với cái dạng hũ mà 151 kích hoa đó là bên mình đó là xuất với cái giá là 25.000, còn đối với là loại bạc chồi thì là 15.000. anh chị có thể là lấy kèm khi mà mua cây giống mới bên vườn của mình nhé. Rồi tất cả những loại này là mình đều có số lượng hết, anh chị có thể là lấy sỉ hoặc là có thể là đặt sỉ mình dưỡng Tết cho anh chị về bán. Đấy, từ đây đến Tết thì mình sẽ chào đón anh chị xuống vườn mình chơi. Mình có phân lô ra từng loại á, anh chị thích loại nào thì có thể là chốt rồi đó, mình sẽ dưỡng từ đây đến Tết cho anh chị, còn không mình có thể là lấy về vườn của mình, vườn của anh chị sớm để về mình dưỡng, mình bán Tết trong cái dịp Noel, Tết Tây đến Tết Ta luôn vẫn được. Rồi nhá. Và khi lựa thì lúc nào cũng vậy, vườn mình sẽ ưu tiên lựa cái cây nào mà có cái tán tược nó ra dày, mình sẽ ưu tiên mình sẽ ra trước cho anh chị, bo phải cứng, còn không mình sẽ nẹp lại hết cho anh chị. Rồi, số điện thoại bên vườn của mình là 0902 898 258, hoặc 0981675938. Mình sẽ báo giá và tư vấn rõ ràng từng loại cho anh chị nhé. Rồi, cái cảnh sẽ đét chân thành cảm ơn anh chị nhiều ạ.